Không biết là liệu rằng có ai còn nhớ đến cái ngọn đồi này không? Nơi mà vào cái mùa hè năm ngoái mình đã từng đi qua. Một cái ngọn đồi nhưng mà ở trên đỉnh nó là một cái mỏm núi đá. Một cái ngọn núi đá nhỏ rất là đẹp. Thì trên đó vào cái mùa hè vừa rồi mình đi sưu tầm lan kiếm và mình đã đi qua đây. Đi qua những cái nương ngô, người dân trồng ngô trên cái ngọn đồi dốc này các bạn ạ. Thì trên cái đỉnh núi đá đó, hôm đấy mình lên thì cũng có lan kiếm nhưng mà không có nhiều. Tuy nhiên là lại có một cái loài lan rừng khác mà vào cái thời điểm bây giờ thì chắc là cũng sắp đến cái mùa hoa của nó. Cho nên hôm nay mình quay trở lại đây để lấy cái loài lan này về chia sẻ cho mọi người. Có một vài anh chị đã dặn trước từ năm ngoái rồi thì hôm nay mình mới có dịp quay trở lại các bạn ạ. Leo lên dốc một lúc rất mệt. Chỗ mình thì bây giờ trời nó vẫn mưa phùn, vẫn chưa khô đâu, chưa có nắng đâu các bạn ạ. Lên một lúc là phải nghỉ đã. Cái chỗ này thì mình đã đi mấy ngọn núi ở quanh này các bạn này. Ngọn núi này này. Rồi là ngoài kia. Rồi là ở đây. Thì cái ngọn núi này có khá nhiều lan kiếm. Trên này thì mình chưa lên. Rất là đẹp, cái chỗ này rất đẹp nhưng mà mùa hè nó mệt kinh khủng cho nên là mình chưa lên được. Khả năng là thời gian tới mình sẽ có những cái chuyến đi khám phá cái khu vực này. Cái ngọn bên này cũng có nhiều lan kiếm này nhưng mà ở xa các bạn, cho nên là không sức nào mà đi thường xuyên được. Tại vì là cái lan kiếm này không phải lúc nào mình lên núi cũng gặp nó nở hoa đâu. Có lúc thì bụi này có 1-2 chùm, có lúc thì bụi kia 1-2 chùm. Có những bụi thì đi cả năm chả thấy hoa hòe bao giờ. Cho nên là chưa xác định được cái mặt hoa của nó. Ngọn này thì năm ngoái mình lên thì chỉ có 2-3 bụi gì ở bên dưới thấp thôi. Leo mãi thì bây giờ mình đang đứng ở bên dưới sát mấy cái vách đá trên đỉnh này rồi các bạn ạ. Đi lên trên này một lúc nữa thì sẽ đến chỗ có cái đám lan rừng. Nhưng mà mình phải nghỉ ở đây một lát đã. Ở đây thì toàn ngô thôi. Người dân trồng ngô ở trên đồi này các bạn. Các bạn biết trồng ngô để làm gì không? Không phải để chăn nuôi lợn đâu. Ở đây người dân họ trồng, chủ yếu là trồng cái giống ngô nếp để nấu rượu. Đấy. Những cái cây ngô nếp ở đây này các bạn này. Mà dọc những cái đồi này. Rồi là những cái đồi bên kia. Trên cao thì họ trồng cây gỗ thôi. Còn bên dưới thì toàn trồng ngô này, những cái nương cũ từ ngày xưa. Toàn là để trồng ngô nấu rượu, rượu ngô, một thương hiệu rất là nổi tiếng ở cái vùng đất này các bạn ạ. Ở đây người dân họ toàn nấu rượu ngô rất là nặng. Chỉ có những, nhất là anh chị em nào ở trên Hà Giang, chắc là mọi người mới hay có rượu ngô, tại vì cũng cao nguyên đá cũng không trồng được cái gì, toàn trồng ngô và người dân ở trên đó cũng làm rượu ngô rất là nặng. Ở đây cũng vậy các bạn ạ. Chủ yếu là người dân tộc Hơ Mông. Đó, họ sống ở trên những cái khu vực vùng sâu vùng xa. Bây giờ thì có đường xá hết rồi nhưng mà ngày trước thì nó như là biệt lập với thế giới ấy. Những nơi cằn cỗi. Ở đây thì còn đất nhiều, mình còn phải phục ở bên Hà Giang. Toàn đá là đá thôi. Ở đây cũng có đá như ở những cái chân núi kia. Những cái chỏm đen đen nó là đá đấy. Nhưng mà không nhiều như Hà Giang. Hà Giang còn phải xếp từng cái cục đá lên để đào được cái hốc đất trồng cái cây ngô, để nấu được những cái thứ rượu mà nặng chỉ dân vùng đó uống được thôi các bạn ạ. Còn như mình mà bảo uống rượu ngô thì rát họng mình không uống được. Bây giờ mình sẽ tiến hành leo lên trên núi các bạn nhé. Nó ướt cho nên rất trơn, phải tìm được những cái lối nào dễ thì mới lên được. Chỗ thì nhớ rồi, nhưng mà khi mà lên thì cũng phải vòng vèo khá lâu.
đi qua mấy cái vách đá thì mới đến được cái chỗ này ướt hết đầu các bạn ạ. Bây giờ ở trên rừng nó lá cây nó đọng toàn nước này các bạn. Đi mãi thì mới đến được cái chỗ mà có cái loài lan phượng vĩ này các bạn. Cái chỗ này thì là năm ngoái mình đi qua này và mình đã phát hiện ra cái dòng này thì chỗ mình nó không có nhiều đâu, nó phân bố đặc biệt lắm các bạn ạ. Nó không phải là núi nào cũng có thể gặp được mà may lắm mới có một ngọn núi có, mà có thì nó lại sẽ có khá nhiều. Tại vì chỉ cần có giống thôi là cái loài này nó như là bất tử luôn. Nó không chết được mà những cái thân này nó cứ bò dài mãi. Đây là những cái thân già có khi hàng mấy chục năm trước rồi. Từ đây xuất phát điểm từ đây này các bạn. Lên đến đây nó bị cụt ngọn này. Bị cụt ngọn nó lại lên đây này. Đấy, cái dòng này thì gãy ngọn cũng chả sao cả. Nó lại nảy một cái mầm, một cái nách lá ngay và vẫn đi một cái ngọn như là bình thường luôn. Thì năm ngoái mình gặp và quay video thì cũng có rất là nhiều mọi người muốn sưu tầm mang về làm hàng rào. Tại vì cái cây lan này thì nó ưa nắng, nó không chịu ở những cái môi trường râm mát. Râm mát thì nó sẽ không có hoa, nó vẫn phát triển nhưng nó sẽ không có hoa. Nó cứ phải ở chỗ nào nắng, mà nắng càng nhiều thì càng tốt. Nó không sợ nắng đâu, không sợ nắng cháy đâu các bạn ạ. Một cái loài lan nó lại đặc biệt như vậy. Và nó sẽ nở hoa khoảng 2 tháng. Hoa nó bền được khoảng 2 tháng. Đấy, nó có rất là nhiều những cái nét độc đáo riêng. Đây các bạn, những cái ngọn lan phượng vĩ này. Nó rất là cứng các bạn nhé. Ở đây thì nó hơi bị râm, cho nên là cái dáng cành nó sẽ nhỏ và cảm giác nó mềm mềm hơn. Còn ở những cái chỗ nào mà ăn nắng nhiều thì nó sẽ cực kỳ là cứng cáp. Và nó cứ bò dài. Thì nó nói chung là nó là lan bất tử rồi, không chết được. Cứ bò dài mãi rồi có khi những cái thân nó dài đến mấy chục mét cơ. Thì mọi người ai mà có hàng rào, chỗ có nắng nhiều mọi người có thể trồng. Kể cả bám vào cột bê tông rồi là các thứ đều có thể sinh tồn được đối với cái loài lan phượng vĩ này. Có thể là có những cái vùng nó có nhiều, cho nên là với những cái cây lan phượng vĩ này thì giá nó cũng rất là rẻ. Những cái cành như thế này thì không thể lấy hết chiều dài của nó, nhưng mà cắt thoải mái các bạn ạ. Tại vì rễ của nó mọc lên gần tận ngọn này các bạn. Đấy, cứ cắt ra thì nó sẽ mọc rễ thôi. Mọi người ai muốn sưu tầm cái cây phượng vĩ này về làm hàng rào ấy, thì có thể liên hệ cho mình. Thì mỗi cái ngọn lan phượng vĩ như thế này mình sẽ chia sẻ với giá là 10.000 đồng một ngọn này các bạn này. Thì hôm nay mình sẽ lên đây lấy về trước tiên là để trả đơn cho mấy anh chị em đặt hàng làm hàng rào từ năm ngoái. Thì mùa này rất là hợp lý để trồng. Tới đây có thể khoảng 3 tháng nữa thì có thể mọi người sẽ được ngắm hoa sớm. Tại vì cái cây này thì nó nở hoa vào mùa hè, hoa đỏ rực rỡ như hoa phượng và rất là bền. Bây giờ mình nghĩ là những cái mắt ở nách lá này thì nếu mà mắt nào ra hoa thì mình nghĩ là nó đang định hình rồi, nó đang phân hóa ở bên trong này rồi. Thì có thể là vẫn có thể được ngắm hoa. Còn nếu mà không phải mùa của nó mình cắt về thì khả năng là mọi người sẽ phải đợi vài năm trời mới có thể được ngắm hoa của cái loài lan phượng vĩ này. Thân của nó thì rất là dài nhưng mà mình chỉ lấy được một ngọn khoảng 50 phân thôi. Thì cứ yên tâm là cái dòng này thì cứ cắt ra thì nó sẽ ra rễ, không bao giờ chết được. Loại lan bất tử rồi các bạn ạ. Từ dưới này lên. Ở đây thì đúng cái chỗ mà nó nhô lên chỗ sáng. Lúc nãy mình đi ở trong chỗ kia thì nó hơi cơm nắng. Còn lên chỗ này thì nó sáng này các bạn này. Và ở đây thì những cái ngọn lan phượng vĩ này nó mọc rất là đẹp luôn. Lá nó cứng cáp. Những cái ngọn nó sẽ rụt hơn. Nó kích thước. Nó không cần vươn quá nhiều. Bởi vì là nó đã đến cái chỗ có ánh sáng rồi. Còn những cái ngọn nằm ở chỗ cớm ấy thì những cái đốt này thường nó sẽ thưa thưa hơn. Tại vì là những cái đốt nó phải phát triển thật dài để làm sao đẩy nhanh cái tốc độ mà vượt lên khỏi cái tán cây rừng và lên được cái chỗ có ánh sáng nhiều. Thì những cái cây nào mà nó phải bắt buộc phải đạt cái điều kiện ánh sáng nhiều thì nó mới có thể ra được hoa các bạn nhé. Còn những cái cây nào mà nó ở trong chỗ râm ấy thì không bao giờ ra được hoa đâu. Nếu mà các bạn trồng cái cây lan phượng vĩ này trong vườn được có cái mái lưới che nắng thì không bao giờ có hoa các bạn ạ. Mình đảm bảo một điều là không thể nào có hoa được. Còn các bạn muốn có hoa thì bắt buộc phải để ở chỗ mà có ánh nắng nhiều, nóng nhiều, nắng nhiều. Kể cả trên mái nhà, trên sân thượng càng tốt các bạn ạ.
nó không chết đâu mà nó lại càng tốt hơn đấy. Đấy, đặc điểm của cái cây lan này nó là như vậy. Muốn ra hoa thì điều kiện ánh sáng nó phải cao, mà nó có thể bám được bất chấp kể cả những cái hàng rào bê tông. Mà các bạn nghĩ cái mùa hè ấy, nhiều khi là sờ tay vào nóng mình không chịu được, nhưng mà cái cây này nó vẫn bám được này các bạn này. Nó là nét đặc trưng của nó. Và mình thấy nhiều khi là có những cái ngôi nhà, nhất là các ngôi nhà ở phố xá, những ngôi nhà tầng, cao tầng ấy, không gian thì không có, mà người ta trồng cái cây này nó vươn ra ngoài ngoài ban công, mà đến mùa hoa nở như hoa phượng, hoa nó màu đỏ như hoa phượng luôn, và nó rất là bền. Mà cái cây này đặc điểm ở trên rừng, nó có một cái nét tuyệt vời nữa là khi mình cắt cái ngọn này thì nó lại đẻ ra những cái ngọn khác nhiều hơn. Đấy. Khi một cái ngọn bị lỗi, nó cũng giống như là những cái cây lan đơn thân mà các bạn chơi các bạn cũng biết đấy. Tức là một khi một cái ngọn này nó bị lỗi này thì nó sẽ bên dưới này nó sẽ nảy ra những cái nách lá này. Đôi khi một ngọn này mình có thể làm lỗi ngọn đi thì nó đẻ ra khoảng 2-3 con ở bên dưới này. Đấy. Đâm ra thành ra là nó đẩy nhanh cái tốc độ thành bụi. Còn nếu mà cứ để tự nhiên thì ít khi nó nảy ra những cái mầm ở nách lá này lắm. Nó sẽ cứ vươn đi một thân như thế này thôi. Đấy, trừ khi là những cái ngọn bị lỗi thì nó sẽ nảy ra. Chẳng hạn như cái cây này thì cái ngọn nó đang bị lỗi này các bạn này. Không biết làm sao mà mình thấy nó bị đen đen này. Chắc là sâu hại gì đấy, bị sâu đục này các bạn này, trong cái ngọn này. Đấy, như một cái ngọn như thế này thì mai mốt nó sẽ nảy ra những cái mầm. Mà những cái mầm kia nó có lực, nó có cái lực tương đương với cái ngọn chính luôn. Là nhiều khi là nó bị lỗi, bị gãy ngọn chẳng hạn như thế này thì nó sẽ lên một cái mầm ở đây này. Lên một cái mầm ở đây mà tốc độ phát triển với lại cái dáng của nó vẫn gần như là một ngọn bình thường, chứ không phải là nó bị làm sao cả. Nó sẽ ra một cái mầm rất là khỏe, tại vì cái lực của cái cây này nó rất là khỏe luôn. Nó không yếu như là những cái dòng lan nhạy cảm, nắng gió một tí thì chết héo đâu. Cái cây này thì càng nắng lại càng tốt, cho nên là nó là một cái loài lan rất là dễ chơi. Và khi mình cắt cái ngọn của nó đi như thế này thì nó sẽ đẩy nhanh cái tốc độ, những cái mầm ở bên dưới này nó sẽ phát triển càng nhiều hơn. Ở đây thì mình gặp một cái chỗ thì nó quá tuyệt vời rồi. Nó ăn nắng rồi là nó lên rất là nhiều mầm tua tủa. Cảm giác nó nhìn xa xa như là cái ngọn hoàng thảo hương vani ấy, nhưng mà chuẩn nó là phượng vĩ các bạn nhé. Và những cái thân của nó thì, những cái thân già thì ở đây nó trùm hết cái khu vực này rồi. Còn những cái ngọn thì lúc nào nó cũng có dáng bò lên. Khi mà bò lên cao mà không có cái gì để bám thì nó bị buông xuống các bạn nhé. Còn nếu mà có cái gì bám thì nó cứ leo lên cao mãi thôi. Đi xuống thấp hơn một chút ở bên dưới này, chỗ bên rìa một cái vách núi, mình thấy có những cái bụi lan kiếm này. Bây giờ nó đang hồi sinh lại sau một cái mùa đông rất là khô khan. Những cái tép lan kiếm nó đã từng héo đi rất là nhiều, nhưng mà bây giờ khi mà mưa, dầm mưa như thế này thì nó lại đang trở nên xanh tốt. Và hứa hẹn có thể 1 đến 2 tháng tới sẽ đến cái mùa hoa của nó. Mình sẽ trở lại và sưu tầm, chia sẻ cùng với các anh chị em, cô chú, những người có chung cái niềm đam mê những cái mặt hoa đẹp. Hôm nay em mình cũng sưu tầm được một số những cái ngọn lan phượng vĩ này, thì mình sẽ lấy về chia sẻ. Nếu mà anh chị em, cô chú nào có nhu cầu muốn sưu tầm về làm hàng rào, làm trồng ở những nơi mà có điều kiện ánh sáng nhiều, thì mọi người có thể liên hệ với mình nhé, qua cái kênh Zalo của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem những cái video hành trình của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái chuyến đi ra rừng sưu tầm lan sau.